Khoảng 3 giờ ngày 31 tháng 7, gia đình anh Song Ba So, quê huyện Tuy Dương, tỉnh Nghệ An, đã tới thành phố Đà Nẵng sau hành trình đi xe máy từ tỉnh Bình Dương. Anh So chở vợ cùng con trai mới sinh được 9 ngày về quê Nghệ An. Biết thông tin về gia đình anh So, anh Trần Hoàng Vương cùng các thành viên câu lạc bộ xe bán tải Đà Nẵng đã đến trạm trung chuyển ở Hồng Hải Vân, Đà Nẵng chờ đón. Đến rạng sáng 31 tháng 7, hàng trăm người từ các tỉnh, thành phố phía Nam bắt đầu di chuyển đến trạm này. Để tìm được gia đình anh So, anh Vương phải nhờ cảnh sát giao thông phát loa thông báo. Theo anh Vương, lúc này gia đình anh So đã thấm mệt trên hành trình hàng trăm cây số. Vợ anh So mới sinh mổ còn chưa được cắt chỉ. Anh Vương đã thuê một chiếc ô tô chở gia đình anh So về quê. Do xe còn trọng chỗ nên hai mẹ con ở Quảng Bình cũng được đưa lên xe để về cùng. Trước khi xe chở vợ chồng anh So rời đi, anh Vương đã gửi cho họ 3 triệu đồng để mua sữa. Anh So cho hay bản thân thất nghiệp đã 2 tháng nay do dịch Covid-19. Toàn bộ số tiền dành dụm được, gia đình anh dùng làm chi phí cho vợ là chị Phùng An Tranh sinh nở. 9 ngày trước, chị Tranh đến Bệnh viện Bình Dương sinh bé trai nặng khoảng 2,6kg. Sau khi vợ sinh được 4 ngày, anh So đưa hai mẹ con về nhà trọ. Khi biết bà con trong xóm trọ phần lớn về quê, nên hai vợ chồng bàn nhau quyết định di chuyển bằng xe máy để về Nghệ An. Thế là họ quấn bé trai bằng khăn, chồng lái xe, vợ bồng con dự định vượt gần 1.400 km từ Bình Dương về Nghệ An. May mắn khi đến Đà Nẵng, vợ chồng họ được giúp đỡ để tiếp tục hành trình bằng ô tô về quê tránh dịch.